nhắc đến ung thư thì tất cả trong chúng ta đều sợ chỉ có một chữ thôi là uh, khi mà nhắc đến họ đều nói rằng là rất là sợ về phương pháp điều trị cũng như là um, sợ rằng là sẽ có những biến chứng lâu dài về sau này thưa bác sĩ tân vậy liệu rằng là ung thư tinh hoàn chúng ta có thể phòng ngừa được hay không ạ một cái điều mà bác sĩ tân muốn nhấn mạnh với hiện tục cũng quý vị khán giả là gì cái u tinh hoàn đa phần nó là ung thư tuy nhiên cái ung thư tinh hoàn này nếu chúng ta phát hiện sớm chúng ta điều trị sớm thì chúng ta có tiên lượng tốt chúng ta hoàn toàn khỏi bệnh được nha quý vị Dạ. còn những cái trường hợp mà chúng ta phát hiện trễ mà cái khối u này nó đã di căn vào cái hạch nè hoặc là di căn vào những cơ quan xa như là uh, uh, gan não hoặc là uh, phổi thì tiên lượng cực kỳ phức tạp và nguy hiểm cho chúng ta và cái cái uh, cái cách phòng ngừa cái ung thư tinh hoàng này có cách phòng ngừa hay không thật sự cho tới hiện nay chúng ta không biết được tại sao người nam dạ. giới bị có nguy cơ ung thư tinh hoàng và chúng ta cũng không biết được cái cách phòng ngừa đó là như thế nào cả thì chỉ có một cái cách duy nhất mà chúng ta có thể phát hiện sớm cái căn bệnh này mà thôi nghĩa là sao chúng ta hãy cố gắng chúng ta tập cái, cái 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 gọi là cái động tác là tự thăm khám cái tinh hoàng của chúng ta mỗi ngày ha thì khi mà chúng ta đi tắm chẳng hạn chúng ta có thể sờ nhẹ nhàng ha dùng cái lòng bàn tay của chúng ta sờ nhẹ nhàng uh, trên cái bề mặt cái tinh hoàng của chúng ta ha? để chúng ta phát hiện thôi những cái nốt cứng có hay không ha? hoặc là những cái cục gì có bất thường hay không nếu có chúng ta đi khám sớm đi ha à, biết đâu được đó là một cái khối u thì sao nếu chúng ta khám sớm thì cái tiên lượng của chúng ta tốt hơn cái khả năng chữa khỏi bệnh của chúng ta tốt hơn